Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là cây hoa hồng thanh tú nè cả nhà. Đó, hoa hồng thanh tú thì cái loại cúc này chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Ở đây thì nó là bông chùm như thế này nha cả nhà. Bông chùm không như thế này. Và cái phơm hoa của nó cả nhà nhìn rất là cao nha. Đó, đây nhìn rất là cao, cánh hoa của nó thì tầm khoảng 30 mấy cánh cả nhà. Nó đi nở chùm như thế này nha. Cái phơm hoa này cả nhà nhìn rất là đẹp, y như một cái bông hồng luôn ha. Đó, này, cái chiều cao nó rất là cao nha, phơm nè, rất là cao luôn ha. Đây, bông chùm không nha cả nhà. Thì về cái đọt á, thì nó đọt là đọt nó màu đỏ như thế này nè. Ra đọt non thì nó màu đỏ tươi như thế này nè, rất là đẹp luôn ha. Đó, đây cả nhà nhìn nè. Đây, đó, bên đây nè, nó cũng có đi chùm không à cả nhà. Vì mấy cái này là em cắt đôn lại lá nên nó ra hoa, mà một số này giống như nụ gió cả nhà, cho nên là nó không có bự lắm, chứ thường cái hoa này nó rất là đẹp, cái phơm nó cao ngồng luôn. Cả nhà nhìn cái nụ đó nè, u nụ ha, bông chùm không. Rồi thì bên em cũng có nhân giống cúc hoa hồng thanh tú cả nhà, ai thích thì cứ alo bên vườn mai nhà em. Và sau đây xin mời chúng ta hãy cùng xem cây giống nha, đó là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là bên em đã vô dây dẫn thân hình dáng lông hết nha. Đó, đây cây cành nhánh nè cả nhà nhìn ha. Rồi lô này thì em bán giá là 100.000 một cây nha. 3 cây em bao ship 10 cây em tặng một luôn cả nhà. Đó, đây, đa số là những cái cây rất là đẹp luôn nha. Đó, đây, để thì rễ thì xử lý đủ kiểu cho mấy con thú nữa nè. Ha, đó, đây. Nè cả nhà. Rễ rất là đẹp luôn nha. Đó, lô này thì cành nhánh cũng đẹp mà rễ cũng đẹp luôn. Giá có 100.000 cây thôi cả nhà. 3 cây em bao ship 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Đó, rồi ai thích loại hoa hồng thanh tú hoặc là bạch mai siêu nụ hay là giống gì đó thì cứ alo bên vườn mai nhà em. Rồi tiếp theo một cái nữa, vừa chơi hoa vừa chơi lá nữa cả nhà. Đây chính là giảo bạch kim bông vàng nha. Loại này thì cái lá của nó là cẩm thạch rất là đẹp, nhưng mà hoa của nó là hoa màu vàng nha. Đó, đây. Thì ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Đây nè. Ôi dạ. Cái lô này rất là đẹp luôn nha, cả nhà nhìn nè. Wow, quá trời đẹp luôn ha. Lá cây này cả nhà, vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Cây này cao khoảng 40 luôn rồi. Ai thích thì alo cho vườn mai nhà em nha. Đó, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.